Rồi, chào bà con cô bác nha. Hôm nay 30 tháng 12 nha. Sắp bước qua năm mới rồi. Mà máy thì còn quá trời nha. Mới đem về một mấy chục cái máy mà chưa có soạn được. Cây Samsung S6 Edge nha. Samsung S6 Edge mà lên cong luôn. Cái này mới bóc keo ra mà chưa có kịp lau lên. Đó, mới bóc keo ra, chưa kịp lau luôn. Màn hình thì bị hơi đốm nhẹ đây chút xíu này. Cái này bán 1 triệu nha. Samsung S6 Edge bán 1 triệu màn hình cong luôn, không có bể nha. Không có bể nha, lắp sau không bể luôn. Nó chỉ bị lỗi đốm nhẹ ở đây thôi. Cái này bán 1 triệu nha. Samsung Note 4 RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Bán 700 ngàn. 700 ngàn nha. Cây này màn hình đẹp luôn. Đó, cây này bán 700 ngàn nha. Asus Zenfone 2 có hai cây nhưng mà cây RAM 2, cây RAM 4 nha. Cây này là RAM 2GB. Cây này RAM 2GB nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Zenfone 2. Còn cây nắp màu đen này là RAM 4GB nha. Cây này bán 700 ngàn nha. 700 ngàn. RAM 4GB bộ nhớ 32GB luôn. Đó, RAM 4GB nha. Ba này cộng này, RAM 4GB này. Cái này bán 700 ngàn nha. G2 Pro nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Nó bị hư cái lúc ở đây nè, cho nên là tải cái lúc này về để xài này. Đó, tải cái lúc này về xài này. Còn ở đây nó không có trả về được á. Mấy cái lúc này xài được ok hết. Còn nó bị mỗi cái lúc này thôi. Cái này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn. G2 Pro 500 ngàn. G530 màu đen, màu vàng, màu trắng đều có hết. Nhiều quá không có để ra hết được. Cái này bán 350 nha. Màn hình zin luôn. RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB nha. Đó, màn hình zin luôn. Mấy dòng này là màn hình cũng mắc lắm. Mà mình bán là không có bằng giá tiền màn hình luôn. Nếu mà ai không tin thì cứ ra hỏi anh em thợ là biết ngay. Màn hình zin của G2 và G530 bao nhiêu ha. Mà mình bán nguyên cây là có 350 thôi. Cây Huawei nha. Huawei i7 Pro nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB luôn. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32GB lên nha. Vỏ sau nhìn tương đối không có được đẹp nha. Mới lại nó mất cái kính ở đây này. Cây này cũng bán giá 1 triệu luôn nha, 1 triệu. Huawei nha. Ok, đây mất kính rồi, bán 900 ngàn nữa nha. Cây Huawei này bán 900 ngàn nữa nha.
Mobitab Lightroom Pro G2. Cây này bán 500.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB luôn. Đó, nắp sau nhìn rất là đẹp luôn. Máy đẹp, cũng đẹp nguyên cây đó. Cây này bán 500.000 thôi. G2 Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Oppo F1S, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, bị lít kính này. Đó, bị lít kính trên dưới luôn nha. Cây này bán 500.000 nha, 500.000. Oppo F1S 500.000, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Mobitab Rim X, RAM 3, bộ nhớ 16GB. Không biết bộ nhớ 16 hay 32, không nhớ nữa, quên mất tiêu. Bộ nhớ 16GB nha, mà RAM thì 3GB nha. Cây này bán 600.000 nha, 600.000. Rim X nha. Mobitab Lightroom Pro S, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB, Android 7 chấm luôn. Người ta tải về cũng nhiều rồi nha, tải YouTube rồi tùm lum hết. Cây này bán 400.000 nha. Mobitab Lightroom Pro S 400.000, máy đẹp nguyên cây luôn. Intel nha. Cây này là cây Intel nha, RAM như 1GB hay gì đấy. Cây này RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Đó, RAM 1GB nha, bộ nhớ 16GB nha. Cây này bán 300.000 thôi nha, Intel nha, 300.000. VMAX Bell 3, 700.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android thì rất là cao luôn. Android của nó, mấy cái dòng VMAX Android cao lắm nha, 9 chấm đó. Cái này bán 700.000 nha, VMAX Bell 3 nha. Oppo R7 KT nha. Cây này bị tiếng Anh bán 600.000. Cây này tiếng Anh bán 600.000 nha. Màn hình thì rất là mắc luôn. Thay màn hình thì cả triệu bạc đấy. Còn bên mình bán máy thì có 600.000 thôi. Triệu bạc chưa chắc có thay được nữa. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Oppo R7 KT. Samsung J727 hay là gọi là J7V cũng được nha. Hàng độc quyền nha, bán 700.000 luôn. 700.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB luôn. Samsung J2 Prime nha. Vỏ thì hơi xấu nha. Màu vàng cũng có nha. Mấy cây màu vàng hình như đẹp hơn cây này chút xíu nè. Mình bán đồng giá nha, 400.000 nha. Còn ai có nhu cầu máy đẹp nguyên cây 500.000 thì coi mấy cái clip trước á, mình có quay đó. Nhiều quá mình không có bỏ ra nha. Còn cây này này bán 400.000 nha. Màu vàng cũng có nha. Ai yêu cầu màu vàng thì mình có màu vàng. J7 2015, J700 đó, J700 nha. Cây này bị chảy lớp sơn nha, chứ không phải bể kính nha. Nó bị chảy lớp sơn chứ không phải là bể kính. Còn nếu mà bể kính thì mình thông báo bể kính.
Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB bán 600.000 nè, 600.000. C7 quên mở mật khẩu nè. Cây này lát mở mật khẩu đó. Mà bởi nhiều việc quá kia chắc mở được. Mà ai chốt thì mở ra nha. G7 2016 800.000. RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây ZTE nha, ZTE RAM 2 bộ nhớ 16GB bán 400.000. 400.000 nha. Cây này được cái nó nhỏ gọn nhưng mà to. Nó nhỏ gọn nhưng mà to như mấy máy kia nha. A7 2015 bán 700.000. Ở cái này nó bị sức góc một chút xíu nè. Đó, bây giờ mình bán rẻ luôn nha, 600.000 nha, nó sức góc một chút xíu nha. Bán 600.000 nha. RAM 2GB bộ nhớ 16GB luôn. A7 2015 bán 600.000. G2 Go, nó gọi là G200. Cây này giờ hạ xuống bán 350 nha, bán cho ra đi luôn 350 nha, bỏ 6 nha. G2 Go cũng RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB đó. Nó cũng bằng mấy thằng G2 Prime. Nó R7 KT, Oppo R7 KT. Màn hình rất đẹp luôn mà bị sức ngay trên này. Cây này bán 600.000 luôn nha, 600.000. RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn. G5 2016. Cây này hơi bị ám màn hình nhẹ nha. Bán 600.000 nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Hơi ám nhẹ thôi, bán 600.000 nha. G5 2016. G2 Pro nguyên cây 600.000. Đó, không có lỗi gì hết, 600.000. Còn ai mua bia cây này cũng giống nè, 500.000 nè. Còn cây này 600.000 nha. RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. RAM 2 bộ nhớ 16, máy rất nhiều luôn. Samsung J700. Cây này bán 700.000, 700.000 nha. Nó vỏ tương đối chứ không được đẹp nha. Cũng sức mấy góc. Cây này bán 700.000 nha. Cũng RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn, G700. Sony Z5 RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Cây này bán 800.000 nha. Bị bể kính sau nha. Bán 800.000 nha. Cây này cũng Rumble G2 này. Hết pin này hay gì? À, lúc nó hơi bị chật, hơi bị xấu cái lúc này đây nha. Ở cây này hơi bị xấu lúc này. Lắp sau thì nó còn miếng dán nha, dán keo nha. Nó chỉ bị sức ngay đây này, mới lại mặt kính của nó bị chóc thủy, chóc lớp sơn đó. Viền chung quanh nha. Cây này RAM 2 luôn, bộ nhớ 16GB luôn. Cây này bán 350 nha, 350. Còn có cây đẹp thì 500.000 nha, cây này đẹp 500.000. Cây này bán 350 nha, riêng Mobitab Rumble G2. Oppo nha, Oppo đời quên nha. A7 nha,
A71, Oppo A71, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đó, nó bẻ kính nha. Nó bẻ kính thôi, còn máy còn xài ok hết nha. Cái này bán 500 ngàn nha, 500 ngàn. Cái này màn hình đẹp lắm, màn hình rất là ok luôn. Ép kính vô là có trăm mấy thôi mà đẹp luôn. Samsung Note 3 nha, Samsung Note 3 nha. Bà mẹ toàn tiếng Miên không ạ. Tiếng Việt nằm đâu quên mẹ. Đây. Đó, tiếng Việt có nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32GB, Samsung Note 3 nha. Cây này bán 600 ngàn nha. Cây này lắp màu hồng nha, bán 600 ngàn. Cây Samsung Note 3 RAM 3 bộ nhớ 32GB màu đen. Màu đen mà lớp thủy của nó bị chóc ra nha. Bán 500 ngàn nha, 500 ngàn. Cây này màu đen nha, bán 500 ngàn. Asus RAM 3 bộ nhớ RAM 3GB nè. Bộ nhớ 32GB. Mà cái cảm ứng của nó mình cũng thấy nó kỳ kỳ. Lúc thì trượt nhanh lắm, lúc thì chậm, mà chưa biết là bị ứng dụng hay là gì đó, mình cũng chưa có gì xét ra. Rồi cái này nếu mà ai có nhu cầu mua cây này thì mình báo giá sau nha. Nó bị thì mình báo giá bị nha. Cây Samsung Z1 2016 ấy. Cái này bị ém màn hình nha. Cái này bị cái lúc rồi này. Đó, bán 250 thôi nha. Xuống giá bán 250 nha. Bị ém màn hình. Bán 250. Còn ai chuyển khoản nguyên cây thì mình bán giá khác nha. Chuyển khoản nguyên cây thì mình bán 200 ngàn. Còn cọc qua thì 250 nha. Mi Note 3 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này bán 700 ngàn nha. Cây này bán 700 ngàn, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Màn hình cũng còn rất là đẹp luôn. Bán 700 ngàn thôi. Z7 Plus RAM 4GB bộ nhớ 32GB. Cây này bán 1.3 triệu nha. RAM 4GB bộ nhớ 32GB Samsung Z7 Plus, hay gọi là Z7 cộng cũng được nha. Cây này cũng đẹp nguyên cây nha, bán 1.3 triệu nha. Còn có cây Mi Max 3 nha. Đó, Mi Max 3 nha. Cây này RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Nó máy rất mạnh luôn mà nó bị đốm màn hình y như sao. Đó, nó đốm y như sao băng, y như sao hôm. Cây này bán 1 triệu thôi nha, bán 1 triệu nha. Đó, cây này rất là mạnh luôn. Cây này mà chơi game là thầy luôn. Màn hình nó chắc cơ 6 inch mấy đó, 6 inch 6. To lắm. Đó, máy bự, cái màn hình không bự hơn cái máy đằng kia Samsung ấy, Mi Note 4 luôn ha. Bự hơn cái máy luôn. Màn hình nó bị vậy thôi nha, chứ nó không có hư đâu. Xài nó cứ vậy hoài, nó chỉ có làm cho xấu màn hình thôi.
cây Mi Note 4 này. Cây này cũng bị xấu màn hình RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Cũng bị hơi xấu màn hình này. Đó, cây này bán 600 ngàn thôi nha. 600 ngàn Mi Note 4 này. 600 ngàn bị xấu màn hình, 600 ngàn. V MacBell 450. Android 8.1 luôn. Đó, Android 8.1 luôn, dòng này Android rất là cao. RAM thì có ghi bộ nhớ 16GB. Cây Oppo cây Oppo A39 nha. Đó, cây Oppo A39 nha, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bị lít kính nha. Đó, lít kính ở dưới nha. Rồi trên này cũng bị nè. Xích tùm lum tùm lưa hết. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Cây này bán 400 ngàn nha. 400 ngàn. Oppo F1W RAM 3 bộ nhớ 16GB. Cây này bán 700 ngàn. 700 ngàn. Miếng cường lực của nó còn chưa tháo ra nha. Nó còn nguyên, chưa có tháo. Vỏ thì nhìn tương đối đẹp nha. Cây này bán 700 ngàn nha. Cây Sony 3310 ấy, 3312 nha. Sony 3312 nha. Ai biết thì tra lên RAM nó bao nhiêu, bộ nhớ bao nhiêu nha. Còn mình suy đoán là RAM chắc 2GB. Cây này bán 700 ngàn nha. 700 ngàn. Màn hình rất là đẹp luôn. 700 ngàn. Cây Samsung S21 Ultra. S21 Ultra của Trung Quốc. Đó, S21 Ultra của Trung Quốc này. Máy thì nhìn rất là đẹp luôn. Tặng cái ốp lưng nha. Chứ bên trong của nó bị lít. Bên trong của nó bị lít, tặng cái ốp lưng rất là đẹp luôn. Nó bị lít tí góc cho nên, cho nên là khắc người ta dán vô đó. Khắc người ta dán vô nó bị lít ngay cho nên. Chứ còn chỗ khác thì không có bị, chỗ này cũng bị góc. Đó, nhưng mà tặng cái ốp lưng rồi bỏ ốp lưng vào thì đẹp nguyên cây. Cũng chả có hề hứng gì hết. Cây này bán 800 ngàn thôi nha. S21 Ultra nhìn rất là đẹp luôn, tặng cái ốp lưng nhìn rất là đẹp luôn. Cây này bán 800 ngàn thôi nha. iPhone 8 Trung Quốc nha, bán giá nghe gọi nha, 500 ngàn nha. Ê, 400 ngàn nha, iPhone 8 Trung Quốc nha, bán 400 ngàn nha. Cây này là bán giá là nghe gọi thôi nha, còn xài mấy vấn đề khác thì tự xử lý nha. Vì nếu mà xài mấy vấn đề khác mà nó hơi chậm á. Cái lúc này sao rồi? Đó, nó hơi chậm nha. Mình chưa có gì xét máy nữa, nó chậm máy lắm. Người ta còn tải tùm lum tùm lưa hết này. Cái này bán 400 ngàn nha. iPhone 11 Pro Max màu trắng nha, bán 800 ngàn. iPhone 11 Pro Max 800 ngàn. iPhone 13 Pro Max kính bị chảy,
mặt kính bị xấu nha, bán 1 triệu nha. Còn ai thêm 200 ngàn thì lấy cây kia thì nó đẹp hơn. Cây này bán 1 triệu nha. Còn cây iPhone 13 này thì bán 1 triệu 2 nha. Đó, cây này mặt kính thì còn tương đối đẹp nha. Cây này bán 1 triệu 2 nha. Cây này bán 1 triệu nha. Qua led qua dòng máy chính bảng nha. Tab A2016 nha. À, hay gọi là Tab 6 gì cũng được, ai muốn gọi sao gọi. Cây này thì bán 700 ngàn một cây nha, màn hình zin luôn. Vỏ này kia nhìn tương đối đẹp nha. A7 2016 nha. Nó màu đen mình còn mấy cây nữa. Còn cây này thì bảo thay mà chưa có kịp thay nha, không có thời gian thay nha. Thì mình ai chốt hàng thì mình thay cây trắng này, cây màu trắng này. Cũng bán giá 700 ngàn nha. Mấy dòng máy này là giá đó là hết rồi, khó xuống. Tại mấy dòng đó nó còn xài YouTube này kia là ok nha. Cây Huawei nha. Cây Huawei nha, cây Huawei này Android của nó rất là thấp luôn. Android của nó có 4.4 thôi nha. Nó Android của nó 4.4 nha. Mình vô trang web trình duyệt nó, mình coi YouTube nha. Đó, cây này thì nó cũng còn đẹp nguyên cây nha. Có xài sim luôn. Cái này cũng bán giá 300 ngàn nha, bán giá 300 ngàn. Còn cây OnePlus Android này như thấp lắm. Cây này Android cũng thấp nha, cũng vô trang web trình duyệt mà coi YouTube thôi. Đó, 4.2 nha. Cây này bán 250 nha, OnePlus nha, bán 250 nha, cũng xài sim này. Bán 250 nha, bán bằng giá nghe gọi luôn mà vô trình duyệt mình vẫn coi YouTube được. Cây Tab nha, Tab ZE668 đó. Đó, cây này thì Android thì còn cao nha, mà mặt kính của nó thì hơi bị chày. Đúng rồi, mặt kính của nó thì chày như ma luôn. Đó, mặt kính của nó chày lắm nha, mặt kính chày nha. Cây này bán 600 ngàn đó nha. Cây này to 10 inch đó nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn, nhưng mà nó chỉ xấu mặt kính thôi chứ không có bị lít. Xài vẫn ok, màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình coi thì không có ảnh hưởng gì tới cái mặt kính hết á. Cây này bán 600 ngàn thôi, Android 7 chấm luôn. Cây Tab 4 nha. Cây Tab 4 này thì khung sườn của nó đẹp nha. Đó, khung sườn của nó đẹp nha. Cây này có xài sim luôn nha. Nó có xài sim luôn nha. Bỏ sim vô đây xài nha. Cây này bán 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2. Cây Tab 4. Hết pin nha. Hết pin nó tối màn hình nha. Cây này bán 1 triệu 2 nha. Hơi xẻ luôn nha. Bán giá 1.1 triệu luôn nha. Cây này bán 1.1 triệu luôn. Tab 4 nha. Bán 1.1 triệu luôn. Tại vì do nó xấu mất cái nắp này nè. Cho nên bán giá xả luôn 1.1 triệu luôn. Cây Mate này thì 600 ngàn nha. Cây này RAM 2GB luôn. Bộ nhớ 16GB. Màu đỏ nha.
Đó, mà nó bị liệt khúc tuyến trên này nha. Cho nên là mình ship tới thì nhớ là nó bị liệt cái tuyến trên này, khỏi test. Còn quay ngang, quay ngửa, quay dọc thì cũng xài ok hết á. Mà để đứng coi cũng bình thường nó, tại vì nó nằm cái tuyến trên này, nó không có ảnh hưởng gì tới tuyến dưới hết á. Xài nó vẫn ok luôn, màn hình thì cũng rất đẹp luôn. Màn hình nó 11 inch á, cái này bán 600 ngàn thôi. 600 ngàn. Cây Samsung Tab E, Samsung Tab E có hai loại, một loại 800 và một loại 1 triệu. Cây này thì Android thấp 4.4.4 nè, mình bán 800 ngàn. Còn 6 chấm mình bán 1 triệu nha. Cây Mate này thì mình bán giá 900 ngàn nha. Cũng RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn. Đó, cái mặt sau nó bằng nhôm á, mình đánh bát thì là nó sáng luôn. Còn mặt trước thì nó còn miếng bóng, miếng dán nó chưa có bóc ra đó, bóc bóc ra là nó đẹp luôn, không có vết chảy luôn. Cái này bán 900 ngàn nha. Còn cây này con đo 10 inch hay là bao nhiêu, cây này cũng 10 inch đấy nha, cũng to nhưng mà Android thì thấp tỷ. Nó Android được có 4.4 nè, được cái máy thôi. Đó, cây này cũng bự lắm nha. Cây này bán 400 ngàn thôi nha. 400 ngàn 10 inch luôn nha. 4.4 mình vô trang web mình coi YouTube nha. Đó, cây này mình bán 400 ngàn nha. Vô trang web mình coi YouTube. Cây Huawei nè. Cây Huawei này thì RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Mà màn hình y như là một vòng sao băng, nó chạy vòng vòng. Nó nhìn rất là đẹp luôn. Cái này mua về bà con khỏi đi ngắm sao nha. Cầm này mình ngắm nó cũng được rồi. Cái này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nha. Nó RAM 2GB này, bộ nhớ 16GB này. Android thì 7 chấm rồi, khỏi chê rồi. Mặt sau của nó là còn miếng keo dán nha, chứ bóc ra là nó rất là đẹp luôn. Cây này bóc ra chắc đẹp lắm. Mà tiếc quá, nó bị cái nguyên chòm sao băng. Cây này bán 700 ngàn thôi nha, 700 ngàn Huawei nha. Đó, Huawei nha, bán 700 ngàn nha. Rồi tặng cho cái ốp lưng luôn, tặng cho cái ốp lưng xấu nha. Đó, ốp lưng chắc lát luôn, nhưng mà để tránh được cái bể cho trẻ em nó xài khỏi bể. Rồi chào bà con cô bác nha, như thường là em ngồi chốt cho mình cái kẹt, nói chung mất đằng trước đằng sau á, ai cứ mua thì chốt cho mình cái kẹt Viettel Mobi 50 ngàn nha. Còn mua kẹt thì mình cứ để sẵn đó, mình chốt máy á, cũng không có mất mát gì hết. Nếu khi mình chốt máy là có kẹt mình chốt được, cũng đâu có bị trừ đâu mà sợ mua kẹt. Còn ai chuyển khoản nguyên cây thì mình bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt mình đã nhận kẹt rồi thì 3 đến 4 ngày mà chưa có máy liên hệ lại mình hỗ trợ cho chốt cái khác. Chứ bên mình thì cũng không có lấy cọc làm gì. Rồi ship tới nơi mình vẫn trừ cọc ra nha. Rồi chào bà con cô bác nha.